thank mm. you Xin chào các em. Hôm nay thầy sẽ cùng hướng dẫn với chúng ta một chủ đề mới trong chương trình ôn tập môn địa lý của chúng ta. Đó là chủ đề địa lý các vùng kinh tế. Như chúng ta đã biết là về mặt lãnh thổ thì nước ta được chia thành 7 vùng kinh tế. Đó chính là Trung du miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. Thì chúng ta ở mỗi vùng chúng ta sẽ tìm hiểu những cái vấn đề nào thực sự là những cái vấn đề phát triển uh, nổi bật của vùng đó, thì chúng ta sẽ đi vào vùng đầu tiên, đó chính là vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ. Thế thì chúng ta biết rằng rằng là đối với Trung du miền núi Bắc Bộ, đây là vùng kinh tế đầu tiên chúng ta tìm hiểu. Thế thì Trung du miền núi Bắc Bộ, à, chúng ta quan sát, các em có thể mở atlas địa lý của mình và quan sát tới hình ảnh về tự nhiên cũng như là kinh tế của Trung du miền núi Bắc Bộ. Thế thì đối với Trung du miền núi Bắc Bộ, về mặt vị trí và phạm vi lãnh thổ, thì chúng ta sẽ thấy là về mặt À, phạm vi lãnh thổ ở Trung Du miền núi Bắc Bộ được chia thành hai phần đó là Đông Bắc và Tây Bắc. Về mặt hành chính thì Đông Bắc bao gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh. Thế còn về mặt Tây Bắc thì ở đây bao gồm 4 tỉnh đó chính là Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình. Thế thì ở đây các em nhớ này, đối với các cái tỉnh này thì các em cũng đã có mang atlas vào phòng thi do đó nên chúng ta cũng không cần phải nhớ tên của các tỉnh này tuy nhiên chúng ta phải biết được phạm vi của các cái tỉnh thì chúng ta nhìn thấy nếu như các em có thể mở atlas của mình ra và chúng ta quan sát thấy ở cái bản đồ kinh tế thì ở đây có các cái danh giới của các cái tỉnh và tên của các tỉnh là màu nâu thì như vậy chúng ta nhìn thấy ví dụ như vùng tây bắc là hòa bình sơn la rồi điện biên rồi lai châu thì như vậy chúng ta sẽ nhìn thấy đây là vệt của các cái tỉnh ở vùng tây bắc thế còn lại tất cả các tỉnh bên này thuộc về vùng đông bắc như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng ngay ở phần này người ta thể đặt cho chúng ta một câu hỏi ví dụ như là tỉnh nào sau đây không nằm ở vùng đông bắc chẳng hạn Đấy. thế thì người ta thể cho bốn tỉnh là lào cai yên bái phú thọ và điện biên chẳng hạn thế như vậy thì chúng ta sẽ tỉnh là cái tỉnh mà không nằm ở vùng đông bắc chính là tỉnh điện biên như vậy chúng ta phải phân biệt rằng là những tỉnh nào nằm ở đông bắc và tây bắc thì ở đây sẽ có những cái câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên cho chúng ta ở đó. Thế còn phần thứ hai ở về mặt lãnh thổ thì chúng ta sẽ thấy đây là vùng nếu mà so với tất cả các vùng khác trên cả nước thì đây là vùng có diện tích lớn nhất nước ta chiếm khoảng trên 30% diện tích cả nước. Và với diện tích trên 30% cả nước như vậy thì chúng ta sẽ thấy đây cũng có thể trở thành một câu hỏi về trung du miền núi bắc bộ của chúng ta đó là đặc điểm nào sau đây đúng với trung du miền núi bắc bộ chẳng hạn thế thì ví dụ như người ta chọn a đó là vùng có diện tích lớn nhất cả nước b là vùng có dân số lớn nhất cả nước c là vùng có mật độ dân số lớn nhất cả nước và d là vùng có trình độ công nghiệp phát triển nhất cả nước chẳng hạn thì như vậy là trên bốn cái nhất đó thì chúng ta sẽ thấy đây là vùng có diện tích lãnh thổ lớn nhất cả nước về mặt vị trí thì chúng ta sẽ thấy là trung du miền núi bắc bộ tiếp giáp với trung quốc tiếp giáp với đồng bằng sông hồng tiếp giáp với vịnh bắc bộ và tiếp giáp với bắc trung bộ và một phần tiếp giáp với lào với vị trí này thì chúng ta sẽ thấy là trung du miền núi bắc bộ có vị trí địa chiến lược ở trong phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng bởi vì chúng ta sẽ thấy là có hai phần biên giới tiếp giáp với Trung Quốc tiếp giáp với Lào đồng thời chúng ta sẽ thấy Châu du miền Bắc Bộ ở nơi cư trú của các cái đồng bào dân tộc ít người và đây cũng chính là chúng ta thấy là là cái vùng mà cũng tập trung rất là nhiều loại tài nguyên khoáng sản của nước ta thì như vậy thì chúng ta thấy là về mặt vị trí Châu du miền Bắc Bộ có cái vai trò then chốt quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng của nước ta. Đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, với cái vị trí đó thì ở đây đánh giá chung như thầy vừa nói với các em là thuận lợi cho giao lưu với các vùng hoặc các quốc gia. Chúng ta sẽ thấy là từ Trung Du núi phía Bắc chúng ta thuận lợi để giao lưu với đồng bằng sông Hồng hay là giao lưu với vùng Bắc Trung Bộ thông qua các cái tuyến đường quốc lộ. Đồng thời chúng ta cũng sẽ thấy rằng là thuận lợi từ Trung Du Bắc Bộ ví dụ như là ta đi qua quốc lộ 18 đó, thì chúng ta có thể giao lưu với Trung Quốc qua cửa khẩu móng cái hay là chúng ta đi cao tốc à, Hà Nội à, Lào Cai chúng ta giao lưu với Trung Quốc thông qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai đó, và chúng ta có thể giao lưu với tất cả các cái địa phương khác nên là đây cũng chính là nơi mà vận chuyển trung chuyển hàng hóa lớn của nước ta đó, và thuận lợi để chúng ta có thể phát triển xây dựng một nền kinh tế mở thì đó chính là cái đặc điểm về mặt lãnh thổ và vị trí của trung du miền Bắc Bộ mà các em cần phải nắm được. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ đi vào một số câu hỏi như thầy đã vừa gợi ý với các em. thì ở phần này người ta sẽ đặt ra một số câu hỏi và thầy có thể nhắc lại một số câu hỏi như thầy vừa nói với các em. ví dụ như câu hỏi ở đây là tỉnh nào sau đây không thuộc vùng tây bắc của nước ta. Đấy. thế thì như vậy là người ta sẽ cho bốn đáp án: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Đấy. cũng tương tự như người ta thể hỏi là tỉnh nào sau đây không thuộc vùng đông bắc. Đấy. thế thì chúng ta thấy là trong bốn tỉnh này thì tỉnh không thuộc vùng Tây Bắc Đó chính là Lào Cai Nên A sẽ là đáp án của chúng ta à, Thế còn ví dụ như ở câu số 2 như thầy cũng vừa nói các em Đặc điểm nào sau đây đúng với Trung Du và miền núi Bắc Bộ Chúng ta sẽ thấy là Là vùng có diện tích lớn nhất cả nước Là vùng có dân số đông nhất cả nước Là vùng có mật độ dân số thấp nhất cả nước Là vùng có diện tích và mật độ dân số lớn nhất cả nước Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là Cái đáp án đúng nhất của chúng ta ở đây Đó chính là đáp án A Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích lớn nhất cả nước. Đấy, như vậy đó là những cái thông tin khái quát đầu tiên về Trung du miền núi Bắc Bộ và những câu hỏi các em có thể uh, thấy được khi hỏi về vùng này. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần tiếp theo của Trung du miền núi Bắc Bộ đó chính là vấn đề khai thác các thế mạnh. Thế thì thế mạnh đầu tiên ở Trung du miền núi Bắc Bộ mà người ta đề cập đến đó chính là thế mạnh về khai thác và chế biến khoáng sản thế thì chúng ta quan sát lại ở cái bản đồ của mình, các em có thể quan sát ở bản đồ uh, về trung du miền Bắc bộ này, hoặc là các em có thể quan sát bản đồ về khoáng sản ở trong Atlas. Thế thì chúng ta nhìn vào trong cái bản đồ này và so với các vùng khác trên cả nước, tại sao đây lại có thế mạnh về khai thác khoáng sản và thủy điện? thì chúng ta sẽ thấy rằng cái khẳng định đầu tiên khi chúng ta quan sát vào biểu đồ này và cái lược đồ này, thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là vùng có tài nguyên khoáng sản Dầu có tài nguyên khoáng sản bậc nhất ở nước ta nghĩa là ta nhìn thấy so với các vùng khác thì đây là vùng mà nhiều tài nguyên khoáng sản nhất Đó. và những cái khoáng sản có thể kể đến ở đây chúng ta sẽ thấy ví dụ như là than ở vùng than quảng ninh rồi chúng ta sẽ thấy sắt ở khu vực yên bái hay là chúng ta thấy là trì kẽm ở bắc cạn hay là apatit ở lào cai rồi chúng ta sẽ thấy là đá vôi đất sét vân vân thì chúng ta sẽ thấy là nhìn vào tất cả các cái ký hiệu này như vậy là để các em có thể uh, biết nhiều hơn về sự phân bố của các khoáng sản và đọc tên được các khoáng sản của vùng này thì xin mời các em mở atlas địa lý Việt Nam trang số 3. Ở đó có ký hiệu chú giải tất cả các cái loại khoáng sản của chúng ta. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào cái bản đồ đó và khi chúng ta biết đọc tên các cái loại khoáng sản thì chúng ta sẽ thấy rằng đây là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất với nhiều loại khoáng sản và chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự phân bố và đặc điểm của loại khoáng sản đầu tiên của vùng này đó chính là than thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là than của trung du và miền bắc bộ thì tập trung chủ yếu ở cái vùng quảng ninh chúng ta nhìn thấy đây là cái bể than lớn nhất nước ta Đấy. và chúng ta sẽ thấy là vùng than quảng ninh được coi rằng đây là một cái vùng than mà có chữ lượng lớn bậc nhất khu vực Đông Nam Á và chất lượng thì cũng tốt nhất ở trong khu vực. Thế thì chúng ta sẽ thấy là với cái chữ lượng là khoảng 3 tỷ tấn và hàng năm thì ở vùng than Quảng Ninh đã khai thác được khoảng 30 triệu tấn trên năm. Và cái lượng than mà khai thác ở Quảng Ninh thì để phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện và đồng thời phục vụ cho xuất khẩu Bên cạnh than ở Quảng Ninh thì chúng ta có thể các em có thể quan sát vào trong cái bản đồ này thì chúng ta còn nhìn thấy là than ở Thái Nguyên hay là than ở Lạng Sơn thì chúng ta thấy là đây vùng này đều có than. Và ví dụ như than ở Thái Nguyên thì lại để phục vụ cho công nghiệp luyện kim và công nghiệp hóa chất. Còn tương tự như vậy thì cũng nói với cái nguồn than ở Lạng Sơn. Thì như vậy thì chúng ta thấy tuy nhiên lớn nhất và nhiều nhất thì sẽ tập trung ở Quảng Ninh. Đó. và ngay ở cái phần này thì người ta có thể thêm một số câu hỏi trách nhiệm cho các em. Thì vì lấy ví dụ đó là câu hỏi gì? Câu hỏi đầu tiên ví dụ như vùng than lớn nhất và có chất lượng nhất ở Đông Nam Á, ở vùng Đông Nam Bộ tập trung ở tỉnh ở vùng Trung du miền Bắc Bộ tập trung ở tỉnh. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là người ta thể cho các tỉnh ví dụ như là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn hay là Cao bằng gì đó. Và như vậy chúng ta phải biết là cái vùng than lớn nhất Trung du miền núi Bắc Bộ tập trung ở tỉnh Quảng Ninh đó. và ngoài ra thì còn có thể một số câu hỏi khác và tí nữa thầy sẽ lấy ví dụ với các em ở phần cuối của cái phần này. Đó. Thế thì như vậy chúng ta nhìn thấy đây là cái hình ảnh về hoạt động khai thác than ở Quảng Ninh và như chúng ta đã tìm hiểu ở phần công nghiệp năng lượng thì ở đây chủ yếu chúng ta sẽ thấy là có hai hình thức khai thác than ở Quảng Ninh đó chính là khai thác lộ thiên và thứ hai đó là khai thác hầm lò. Đó. Thế thì bên cạnh cái nguồn khoáng sản là than thì ở vùng này đã khai thác và chế biến các nguồn khoáng sản khác như thế nào. Chúng ta sẽ đến với phần khoáng sản tiếp theo, đó chính là khoáng sản kim loại. Thế thì ở khoáng sản kim loại thì chúng ta sẽ thấy rằng là uh, người ta chia thành hai phần như lúc đầu chúng ta đã nói. Ở Tây Bắc thì ở đây chúng ta có một số loại khoáng sản như là đồng niken ở Sơn La, đây chúng ta có thể thấy đồng niken ở Sơn La các em có thể quan sát ở trong atlas này. Và đất hiếm ở Lai Châu Thế còn chúng ta sẽ thấy rằng đất hiếm là một cái loại kim loại quý và có chữ lượng rất nhỏ ở trong đất và được khai thác chủ yếu để tạo ra các cái vi mạch uh, điện tử. Thế nên chúng ta sẽ thấy là nên người ta gọi là đất hiếm Đó. vì nó là một cái loại khoáng sản rất hiếm nằm ở trong đất và người ta thấy ở Việt Nam thì có cái mỏ đất hiếm chữ lượng tương đối lớn là phân bố ở Lai Châu của nước ta. Thế còn lại chúng ta sẽ thấy ở vùng Đông Bắc khi các em quan sát ở bên này thì cũng có rất là nhiều loại khoáng sản và chúng ta có thể thấy ví dụ như sắt ở Yên Bái Đó. Rồi chúng ta thấy trì kẽm ở chợ Đồn Bắc Cạn Hay là chúng ta thấy đồng vàng ở Lào Cai Rồi thiếc bô xít ở Cao Bằng Và chúng ta sẽ thấy là ví dụ như là thiếc ở Cao Bằng Các em có thể quan sát thấy ở trong cái Atlas của mình Đấy. Cái vùng Cao Bằng này Và hiện nay thì thiếc ở Cao Bằng là mỗi năm khai thác khoảng 1.000 tấn thiếc Để phục vụ cho các cái ngành công nghiệp của mình Đấy. thế ngoài ra còn các loại khoáng sản khác thì cũng đang được chúng ta đẩy mạnh khai thác để phục vụ cho cái quá trình uh, phát triển kinh tế của đất nước thì đấy chính là cái khoáng sản kim loại thì chúng ta chia thành hai phần như vậy ta nhớ xem là ở tây bắc có khoáng sản gì và đông bắc có khoáng sản gì đấy bên cạnh cái khoáng sản kim loại thì ở trung du bắc bộ cũng có rất nhiều các cái loại khoáng sản khác uh, đó chính là khoáng sản phi kim loại mà các khoáng sản phi kim loại ở đây chúng ta có thể kể đến đó chính là apatit và chúng ta sẽ thấy apatit ở phân bố chủ yếu ở cam đường Lào Cai và mỗi năm thì lượng apatit ở đây khai thác khoảng 600.000 tấn để sản xuất phân lân. Đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy ngoài apatit ra ở đây thì chúng ta sẽ thấy là còn cái khoáng sản vật liệu xây dựng mà cái vật liệu xây dựng ở đây chúng ta thấy là ví dụ như đá vôi thì hầu hết tất cả các cái tỉnh ở trung du miền núi bắc bộ thì đều có cái nguồn đá vôi uh, có thể trở thành nguyên vật liệu cho cái ngành sản xuất xi măng ngoài ra thì chúng ta còn thấy có xét xi măng hay là xét cao lanh để mà sản xuất các cái vật dụng ví dụ như chúng ta sẽ thấy là xét uh, ở đông triều của quảng ninh uh, hay là ở một số nơi khác thì có thể được khai thác để phục vụ cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng của chúng ta thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là về thế mạnh khai thác khoáng sản thì ở vùng này có rất là nhiều các cái thế mạnh à, chúng ta nhớ lại thế mạnh về khoáng sản về than khoáng sản về kim loại phi kim loại và vật liệu xây dựng thế thì như thầy đã vừa lấy ví dụ với các em thì những cái câu hỏi trắc nghiệm ở đây có thể rất nhiều các câu hỏi trắc nghiệm và đây thầy lấy ví dụ hai câu hỏi điển hình như chúng ta à, ví dụ như câu hỏi đầu tiên ở vùng này về thế mạnh về khai thác khoáng sản, người ta có thể hỏi các em đó chính là khoáng sản chính của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là Đấy. a than sắt trì kẽm đồng apatit đá vôi hay là than sắt dầu khí đồng apatit than sắt chrome vàng và than dầu khí sắt và thiếc như vậy thì vừa nãy chúng ta quan sát cái lược đồ về Trung du miền núi Bắc Bộ ta thấy khẳng định là vùng này rất giàu về nguyên khoáng sản và ở đây ta thấy là uh, khoáng sản nào cũng có thể đúng với trung du miền bắc bộ thế thì chúng ta thấy là trong bốn đáp án này thì chúng ta sẽ thấy ví dụ a là than sắt trì kẽm đồng apatit đá vôi rất giống các loại khoáng sản mà chúng ta đã học nhưng chúng ta sẽ kiểm tra ba phương án còn lại than sắt dầu khí đồng apatit thì như vậy chúng ta sẽ thấy là dầu khí là khoáng sản không thuộc vùng trung du miền núi bắc bộ nên chúng ta sẽ thấy B không phải là đáp án của câu hỏi này à, C thì ta thấy chrome thì ở vùng này có nhưng mà rất ít Đó. nên chúng ta sẽ thấy chrome thì chủ yếu là phân bố ở bắc trung bộ ở cổ định thanh hóa thế còn tương tự như vậy thì ở phương án D thì cũng có dầu khí nên là chúng ta sẽ thấy rằng là ký A sẽ là đáp án mà chính xác nhất cho câu hỏi này nên là chúng ta có thể lựa chọn A cho đáp án câu hỏi của chúng ta. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là như thầy đã vừa nói với các em thì có thêm một cái câu hỏi nữa đó là nguồn than khai thác ở Trung du nữa bộ được sử dụng chủ yếu vào hay sử dụng cho mục đích nào sau đây? Thì chúng ta sẽ thấy là nhiệt điện và hóa chất, nhiệt điện và luyện kim, nhiệt điện và xuất khẩu hay luyện kim và xuất khẩu. Thế như vậy các em vừa nhớ là cái phần kiến thức bên trên thầy đã nói rằng là cái nguồn than của Quảng Ninh là mỗi năm khai thác khoảng 30 triệu tấn và cái nguồn than này chủ yếu để phục vụ cho nhiệt điện và cho xuất khẩu với các nhà máy nhiệt điện lớn ở đây chúng ta thấy như nhiệt điện Uông Bí hay là nhiệt điện Phả Lại chúng ta sẽ thấy là đều được sử dụng nguồn than của Quảng Ninh và một phần lớn là cho xuất khẩu như vậy đáp án của câu hỏi này có thể là C ngoài ra thì chúng ta thấy cái phần tài nguyên khoáng sản vừa rồi cũng có rất nhiều các câu hỏi ví dụ như là thầy có thể lấy ví dụ thêm cho các em là ví dụ như là ở nước ta thì apatit có trữ lượng lớn nhất ở tỉnh nào sau đây chẳng hạn Đấy, ví dụ như người ta thể cho lào cai uh, yên bái rồi sơn la rồi cho lai châu thì chúng ta phải chọn là apatit sẽ là ở lào cai tương tự như vậy thì với các loại khoáng sản khác thì các em thấy là cái phần này cũng rất là nhiều các câu hỏi mà các em cần phải lưu tâm để trả lời tốt trong phần uh, đề thi của mình bên cạnh thế mạnh về khai thác khoáng sản thì chúng ta sẽ thấy là thế mạnh ở đây tiếp theo nữa đó chính là thế mạnh về thủy điện. Thế thì về thủy điện như chúng ta đã học ở trong phần ở các ngành công nghiệp trọng điểm công nghiệp năng lượng thì chúng ta sẽ thấy rằng là Trung du miền núi Bắc Bộ là vùng có trữ năng thủy điện lớn nhất cả nước và tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng là khoảng 11 triệu kW chiếm khoảng 30% chữ năng thủy điện của cả nước. Trong đó chúng ta sẽ thấy là riêng sông Đà chiếm gần khoảng 6 triệu kW trên tổng số ở 11 triệu của vùng đồng bằng sông Hồng. Do đó nên chúng ta thấy là sông Đà là con sông mà có cái chữ năng thủy điện lớn nhất. Và đi thi người ta sẽ hỏi là ở Trung Du miền núi Bắc Bộ thì chữ năng thủy điện tập trung chủ yếu trên sông nào sau đây? À, và người ta thể là cho sông Đà, sông Gâm, sông Lô, sông chảy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái sông mà có trữ năng thủy điện lớn nhất đó chính là sông Đà. À, thì các em có thể à, nhớ đấy là một thành một câu hỏi trắc nghiệm được. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng là với cái nguồn trữ năng dồi dào đó thì hiện nay à, đang được khai thác để phát triển các cái nhà máy thủy điện và chúng ta sẽ thấy là ví như, như thủy điện Sơn La với công suất 2,4 triệu hectare À, 2,4 triệu kW rồi hòa bình 1,9 triệu kW à, sông chảy chúng ta sẽ thấy là gì à, chúng ta sẽ thấy là thác bà à, trên sông chảy là 110 MW hay tuyên Quang chúng ta cũng sẽ thấy là 324 MW thế thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguồn thủy năng này có giá trị rất lớn và đã được khai thác và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là hai cái nhà máy thủy điện lớn nhất của trong vùng đó chính là nhà máy thủy điện sơn la và nhà máy thủy điện hòa bình đó, chúng ta nhìn cái quang cảnh đây là một cái góc chụp của cái nhà máy thủy điện hòa bình của chúng ta Đấy. và chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc phát triển khai thác cái thế mạnh của về mặt thủy điện ở đây thì đã tạo thành động lực mới cho vùng đặc biệt là cung cấp cái nguồn năng lượng để cho vùng phát triển cái ngành khai thác khoáng sản là một cái ngành mà đòi hỏi cái nguồn năng lượng rất là lớn đồng thời chúng ta sẽ thấy là nó còn tạo ra cái nguồn năng lượng để phát triển các ngành kinh tế cũng như phục vụ nhu cầu đời sống tuy nhiên trong cái khai thác tài nguyên khoáng sản ở đây thì cần chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường thì đó chính là nội dung về thế mạnh về thủy điện ở đây Thế thì như thầy đã nói với các em thì ngay ở phần này người ta có thể đặt ra các cái câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi trắc nghiệm như thầy đã vừa hướng dẫn. Ngoài ra còn một vài câu hỏi trắc nghiệm khác các em có thể quan sát trên màn hình của thầy như sau. Đó là các thủy điện Hòa Bình, Sơn La ở Trung Du và miền Bắc Bộ được xây dựng trên sông. A. Sông Gâm, B. Sông Đà, C. Sông Chảy và D. Sông Lô. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái nhà máy thủy điện Hòa Bình và Sơn La là hai cái nhà máy thủy điện lớn nhất nước ta và các em có thể quan sát ở trong Atlas thì hai cái nhà máy này được xây dựng trên sông Đà nên đáp án chính xác của chúng ta ở đây là B. Đó. Tương tự như vậy thì chúng ta thấy có một câu hỏi trách nhiệm khác người đây người ta cũng thể hỏi các em đó là vấn đề cần lưu ý trong việc phát triển các thủy điện ở trung du miền núi bắc bộ là đó là sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên nước hay là phòng chống sa bồi hồ chứa hay là kiên cố hóa hệ thống hồ chứa hay là chú ý tới những vấn đề thay đổi về mặt môi trường thì như vậy chúng ta thấy như phần thầy vừa giảng với các em thì trong các cái vấn đề về phát triển thủy điện của trung du miền núi bắc bộ thì cần phải lưu tâm tới các cái vấn đề về môi trường biến đổi về môi trường do là rất là nhiều các cái vùng đã bị là bị biến đổi thành hồ chứa thủy điện của chúng ta và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy là đối với hồ chứa thủy điện thì cần phải lưu ý tới vấn đề kiên cố và xả nước để đảm bảo an toàn cho các cái vùng à, xung quanh thì đó chính là cái thế mạnh à, đầu tiên của Trung du miền núi Bắc Bộ đó là vấn đề về khai thác khoáng sản và thủy điện. Chúng ta sẽ đến với thế mạnh tiếp theo của vùng này, à, đó chính là thế mạnh về trồng chế biến cây công nghiệp, cây dược liệu cây à, có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. Thế thì ở đây chúng ta sẽ xem xem là Trung du miền núi Bắc Bộ có cái thế mạnh nào để có thể phát triển được trồng chế biến cây công nghiệp cây ăn quả và cây dược liệu ở đây thế thì chúng ta sẽ thấy rằng có hai cái thế mạnh cơ bản để về mặt tự nhiên để cho trung du bắc bộ trở thành cái vùng chuyên canh về cây công nghiệp cây ăn quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới đó chính là thế mạnh về đất thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây có nguồn tài nguyên đất rất là phong phú bao gồm đất ferralit trên đá phiến đá vôi và các loại đá mẹ khác À, đồng thời chúng ta sẽ còn thấy là đất phù sa cổ ở vùng trung du thế thì trong đó đất trên đá phiến đá vôi là cái loại đất Phai-la-lít có giá trị dinh dưỡng rất là cao và loại đất này thì có giá trị để phát triển các loại cây công nghiệp điển hình như là cây chè ngoài ra có thể trồng quế hay là trồng hồi ở đây ngoài cái đất phai-la-lít thì trung du miền bắc bộ còn có một cái loại đất nữa đó chính là đất phe đất phù sa dọc các thung lũng sông cũng như là các cái cánh đồng giữa núi ở đây chúng ta thấy nổi tiếng như là các cái cánh đồng như là cánh đồng ở Than Uyên hay cánh đồng Mường Thanh thì đó chính là những cái cánh đồng ở uh, giữa núi rồi phù sa dọc các thung lũng thế thì cái tài nguyên đất này để thuận lợi cho vùng có thể hình thành uh, phát triển các loại cây công nghiệp uh, cũng như là các cây ăn quả và cây dược liệu Đấy. bên cạnh cái điều kiện về tài nguyên đất thì chúng ta sẽ thấy rằng là Trung du miền núi Bắc Bộ còn có cái thuận lợi tiếp theo đó chính là về khí hậu. Thế thì chúng ta thấy là Trung du miền núi Bắc Bộ có cái đặc điểm khí hậu đó chính là khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lại có sự phân hóa theo độ cao. Đồng thời đây là cái vùng mà chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa đông bắc. Thế thì như vậy thì ta thấy là cái khí hậu này đã tạo điều kiện cho vùng có thể phát triển được các loại cây có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ta thấy là các loại cây nguồn gốc cận nhiệt ôn đới ở đây như thầy vừa nói với các em ví như là chè hay là quế là hồi hay là các loại cây ăn quả như đào lê táo mận thì đều có thể phát triển tốt ở vùng này với cái điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh tuy nhiên thì chúng ta thấy là xét về điều kiện phát triển ở đây thì vùng này cũng có những cái khó khăn để mà phát triển thì đó chính là khó khăn về các cái hiện tượng thời tiết bất thường như rét đậm, rét hại, sương muối rồi các cái vấn đề thiếu nước về mùa đông. Đồng thời chúng ta sẽ thấy là một cái thế mạnh, một cái khó khăn nữa để trong phát huy cái thế mạnh này thì đó chính là mạng lưới cơ sở chế biến chưa tương xứng với cái tiềm năng của vùng. Thì đó chính là về điều kiện để phát triển ở uh, cây công nghiệp, cây ăn quả có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. Thế thì về tình hình sản xuất và phân bố của các cái loại cây này thì ta thấy như thế nào? thì về tình hình sản xuất và phân bố thì chúng ta sẽ thấy là cái khẳng định đầu tiên chúng ta thể thấy đây là vùng chuyên canh chè lớn nhất nước ta và chúng ta sẽ thấy là chè thì được sản xuất tập trung tại các cái tỉnh như là phú thọ thái nguyên yên bái hà giang và sơn la Đấy. rồi ở bên cạnh cây chè Đấy. thế thì chúng ta thấy là uh, bên cạnh cây chè người ta có thể ra câu hỏi trắc nghiệm với chúng ta là vùng chuyên canh chè lớn nhất ở nước ta là Đấy, và người ta thể cho là Trung miền bắc bộ đồng bằng sông hồng bắc trung bộ và tây nguyên thì chúng ta sẽ thấy là Trung miền bắc bộ là vùng chuyên canh chè lớn nhất nước ta hoặc người ta thay hỏi một câu hỏi trách nhiệm khác ở đây đó là loại cây công nghiệp mà có diện tích lớn nhất ở Trung miền bắc bộ là ta cho chè cho quế cho hồi đấy, rồi người ta cho các cái loại cây ví dụ như là à, cao su chẳng hạn thì chúng ta sẽ lựa chọn là cái loại cây mà có nguồn gốc lớn nhất ở đây có diện tích lớn nhất ở đây đó chính là cây chè Tương tự như vậy thì các cái loại cây công nghiệp và cây ăn quả khác thì chúng ta thấy là các cây dược liệu và cây ăn quả Cây dược liệu ở đây có thể kể đến như là Hoàng Liên, Tam Thất, Đỗ Trọng, Đương Quy đều là các cái vị thuốc quý để ở trong đông y hay là các vị thuốc để chữa được rất là nhiều bệnh rồi cây ăn quả ở đây có thể kể đến chúng ta thấy như là đào lê táo mận ở những cây ăn quả này thì chủ yếu là phân bố giáp biên giới Việt-Lào như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và vùng núi Hoàng Liên Sơn. Đấy. Vì vậy thì như vậy chúng ta thể đi thi người ta thể hỏi các em là các cái cây dược liệu và cây ăn quả chúng phân bố chủ yếu ở vùng người ta sẽ giáp biên giới Việt-Lào hay là giáp biên giới chúng ta sẽ thấy là uh, hay là ở giáp vùng đồng bằng sông Hồng hay là giáp vùng bắc trung bộ chẳng hạn thì như vậy chúng ta sẽ thấy là nó giáp ở phần biên giới Việt-Lào Đấy. thế còn chúng ta sẽ thấy rằng là gì à, ngoài cái cây dược liệu và cây ăn quả thì ở đây chúng ta thấy còn vùng có thể phát triển được rau ôn đới và hoa thì rau ôn đới thì có thể trồng phát triển rất là nhiều ở sapa rồi mộc châu đấy là những cái vùng mà chuyên canh rau ôn đới và hoa nổi bật của vùng này và chúng ta thấy một cái điều nữa là về tình hình phát triển thì ở đây chúng ta thấy là cái khả năng mở rộng diện tích còn rất là lớn. Tuy nhiên nếu khắc phục được hai cái điểm yếu như chúng ta vừa nói đó là các cái khó khăn bất thường về thiên tai cũng như là về cơ sở uh, hạ tầng, cơ sở vật chất thì chúng ta sẽ thấy là cái khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới ấy, ở đây còn rất là lớn. Và Chúng ta sẽ thấy rằng là đối với việc phát triển các cái cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu ở đây Thì nó có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của vùng à, Đó sẽ là góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, hạn chế nạn du canh, du cư à, Thì đó chính là cái thế mạnh về uh, cây công nghiệp, cây ăn quả và cây dược liệu Và như thầy đã nói với các em thì ở đây người ta có thể hỏi một số câu hỏi Đó Thế thì ở đây một số câu hỏi chúng ta có thể thấy là ví dụ như một cái câu hỏi cái dạng so sánh đó là so với Tây Nguyên thì Trung Du miền Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây chè lớn nhất cả nước là do vậy nguyên nhân nào mà để Trung Du miền núi Bắc Bộ thì có thể là vùng chuyên canh chè lớn hơn Tây Nguyên thì ở đây người ta nói là địa hình đồi núi thấp là chủ yếu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh hay đất phai lít trên đá vôi màu mỡ hay lượng mưa trung bình năm lớn thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là cái nguyên nhân cơ bản để cho trung du bắc bộ có diện tích chè lớn hơn tây nguyên đó chính là khí hậu nhiệt để ẩm gió mùa có mùa đông lạnh đó, thì ta chọn đáp án là b thế còn ví dụ như một câu thứ hai ở trong phòng này người ta thể hỏi cho em đó chính là khu vực thuận lợi nhất ở trung du bắc bộ để trồng cây thuốc quý như là tam thất đương quy đỗ trọng thảo quả là thì như thầy vừa nói với các em đó chính là phần ở uh, giáp biên giới việt lào và vùng núi cao hoàng liên thế ở đây chúng ta sẽ xem xem là vậy thì trong bốn cái đáp án nào này thì đáp án nào đúng thì ta sẽ là vùng biên giới cao bằng lạng sơn rồi vùng núi hoàng liên sơn à, như vậy thì đúng với nội dung mà chúng ta vừa được học nên đáp án chính xác của chúng ta ở đây sẽ là đáp án d đó chính là thế mạnh thứ hai ở trung du bắc bộ chúng ta sẽ đến với thế mạnh thứ ba ở vùng này à, đó chính là thế mạnh về chăn nuôi gia súc thế đối với thế mạnh về chăn nuôi gia súc của trung du và miền núi bắc bộ thì chúng ta sẽ thấy là về mặt điều kiện phát triển thì ở đây nó có những cái thuận lợi và khó khăn như sau thuận lợi đầu tiên để cho vùng này có thể uh, phát triển thế mạnh về chăn nuôi gia súc đó chính là vùng có nhiều đồng cỏ thích hợp với các loại gia súc như trâu bò rồi dê đó. và phần thứ hai là chúng ta sẽ thấy là cái nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng được đảm bảo hơn đó À, chúng ta sẽ thấy là gì à, do cái lượng hoa màu của vùng ngày càng phát triển nên là cái nguồn thức ăn cho chăn nuôi hoa màu ngày càng tăng và đặc biệt nguồn thức ăn này thì sẽ thuận lợi để mà cho phát triển chăn nuôi lợn trong vùng rồi khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh thì phù hợp với điều kiện sinh thái của một số vật nuôi ở đây và điển hình đó chính là châu tuy nhiên thì chúng ta cũng biết rằng là trong điều kiện phát triển thì ở đây cũng có cái khó khăn đó chính là giao thông vận tải còn hạn chế chất lượng đồng cỏ chưa cao đó. thế thì từ cái điều kiện này thì trung du miền núi bắc bộ đã có cái tình hình phát triển và phân bố cái lượng cái gia súc gia cầm như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là về tình phát triển và phân bố thì ở đây đàn trâu chiếm trên 1 phần hai tổng số đàn trâu cả nước hay nói cách khác đây là vùng mà nuôi trâu lớn nhất cả nước đó thì em thấy đấy trở thành một câu hỏi trắc nghiệm rồi bò chiếm khoảng 15 đến 20% cả nước và trong đó bò sữa được nuôi tập trung chủ yếu ở cao nguyên Mộc Châu. Thì đây cũng sẽ trở thành một câu hỏi nữa, đó là ở Trung Du Nước Bộ thì bò sữa được nuôi chủ yếu ở cao nguyên nào sau đây? Đó. và người ta cho các cao nguyên mà các em phải lựa chọn đó chính là cao nguyên Mộc Châu. Thế rồi chúng ta sẽ thấy là trong vùng thì đàn lợn tăng nhanh và hiện nay cũng chiếm khoảng 15 đến 20% đàn lợn của cả nước. Đấy. Thế thì đấy chính là cái thế mạnh về chăn nuôi gia súc trong vùng. Và như thầy vừa nói với các em thì ở đây là một số câu hỏi người ta thể hỏi các em. Đó chính là ở Trung Du núi Bắc Bộ thì bò sữa được nuôi nhiều nhất ở cao nguyên nào? Mộc Châu, Tà Phìn, Xín Trải, hay Sơn La. Thì ta thấy là trong bốn cái cao nguyên này thì bò sữa được nuôi nhiều ở Mộc Châu. Nên đáp án chúng ta sẽ là đáp án A. Thế còn ở câu thứ hai là Châu được nuôi nhiều Trung Du núi Bắc Bộ so với các vùng khác trong cả nước là do. Thế thì chúng ta thấy do nguồn thức ăn dồi dào và phong phú hơn do người dân có nhiều kinh nghiệm hơn do nhu cầu tiêu thụ nội vùng lớn hơn hay do điều kiện sinh thái phù hợp hơn thế thì trong bốn cái lý do này thì các em sẽ thấy là châu được nuôi nhiều ở đây đó chính là do điều kiện sinh thái phù hợp hơn châu là loại vật ưa ẩm thích hợp với điều kiện chăn thả trong rừng và chịu rét giỏi do đó nên nó phân bố chủ yếu ở trung du miền núi bắc bộ của nước ta thì đó chính là cái thế mạnh thứ ba thầy trò chúng ta sẽ đến với thế mạnh cuối cùng của vùng này đó chính là thế mạnh về kinh tế biển. Đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy là đối với trung du miền núi bắc bộ thì kinh tế biển thì tập trung chủ yếu và duy nhất chỉ có ở một địa phương đó chính là ở tỉnh Quảng Ninh. Thế thì ở đây chúng ta thấy là hoạt động kinh tế biển thì có rất là nhiều điều kiện tiềm năng để phát triển. Đó chính là uh, tiềm năng thế mạnh về ngành khai thác và nuôi trồng thủy hải sản. Ở đây chúng ta sẽ thấy là hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản ngày càng được phát triển mạnh, đặc biệt ở vùng ở ngư trường Vịnh Bắc Bộ. Đấy. Bên cạnh chúng ta sẽ thấy là về thế mạnh về khai thác và nuôi trồng thủy sản thì ở đây chúng ta còn có là vùng giàu tài nguyên cho phát triển du lịch biển đảo và chúng ta sẽ thấy là điển hình ở đây có di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Và cái dầu cái tài nguyên du lịch này thì đang đóng góp phần rất lớn cho cái thu nhập cho cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và Trung Du miền Bắc Bộ nói chung. Rồi đồng thời chúng ta sẽ thấy là vùng cũng có nhiều vũng vịnh để có thể xây dựng được cảng và ở đây chúng ta thấy là đã xây dựng cảng Cái Lân. Đây là cơ sở là tiền đề để cho phát triển khu công nghiệp Cái Lân. Đồng thời cũng đang Uh, vùng cũng đang thăm dò và khai thác để xây dựng tiếp cảng ở khu vực Vân Đồn Và chúng ta sẽ thấy là ở đây còn có mỏ cát trắng là ở Vân Đồn nữa Thì như vậy thì chúng ta thấy về mặt kinh tế biển thì ở đây đã phát triển đầy đủ các cái hoạt động uh, Khai thác và nuôi trồng thủy sản, uh, du lịch biển, càng biển và khai thác khoáng sản biển Đó. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt câu hỏi ở đây thì có thể có một số câu hỏi như thế à, ví dụ như Trung Du Bắc Bộ hoạt động kinh tế biển chỉ diễn ra ở tỉnh nào sau đây và người ta cho Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nam Định, Thái Bình chẳng hạn ta thấy Nam Định, Thái Bình thì không thuộc vùng này rồi như vậy là chỉ còn Quảng Ninh và Lạng Sơn thì ta thấy chắc chắn đáp án của chúng ta là Quảng Ninh Đó. Thế ví dụ như câu thứ hai ở đây là nhận định là sau đây không đúng với hoạt động kinh tế biển ở Trung Du miền Bắc Bộ Đó. Ví dụ như là tất cả các tỉnh đều có thế mạnh để phát triển kinh tế biển Du lịch biển đảo đang góp phần đáng kể vào cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh rồi cả nước sâu cái lân là tiền đề để hình thành khu công nghiệp cái lân hoạt động đánh bắt thủy hải sản nhất là đánh bắt xa bờ trong vùng đang được phát triển mạnh thế như vậy chúng ta sẽ thấy là đáp án b c và d thì các đáp án này đều là những cái đáp án mà đúng với nội dung chúng ta đã được học chỉ có cái đáp án a là tất cả các tỉnh đều có thế mạnh phát triển kinh tế biển đọc đến đây cái người ta sẽ thấy sai rồi bởi vì hoạt động kinh tế biển thì chỉ diễn ra ở tỉnh quảng ninh chứ không phải là tất cả các tỉnh ở trung du miền núi bắc bộ. Thế thì như vậy đáp án nó sẽ là a. Các em thân mến như vậy là thầy đã vừa hướng dẫn với các em xong phần thế mạnh của trung du và miền núi bắc bộ và hy vọng rằng chúng ta đã nắm thật là chắc kiến thức này để tự tin bước vào kỳ thi của mình. Chúc các em học bài thật là tốt.